Ông cháu có tóc của gì ông cháu ơi? Sao đấy ông cháu? Ông chú ơi, mai ngày người yêu cháu đi lấy chồng rồi ông chú ạ. Người yêu đi lấy chồng á? Người yêu đi lấy chồng. Cháu yêu 15 mà mai người yêu cháu đi lấy chồng rồi. Thế bây giờ ông cháu cắt tóc đầu gì? Ông chú cắt chọc hết cho cháu đi. Trắng bóc luôn. Cạo trắng bóc luôn à? Trắng bóc luôn ông chú ạ. Rồi người đi lấy chồng thì để tóc dài kiếm con người yêu mới, lỡ làm sao mà phải buồn cháu. Ông chú cắt chọc đi, cháu không còn gì để mất nữa. Phải cạo chọc à? Cạo chọc không chú ạ. Bóng loáng luôn nhá. Bóng loáng. Không còn một tí gì luôn. Nếu mà ông cháu đã xác định như thế rồi thì thôi chú cũng không ngăn cản ông cháu nữa. Ngủ đi ông cháu. Ông cháu ấy xong đấy. Sao đây ông cháu? Ông chú ơi, quả đầu chọc trắng bóc, không còn một tí tóc của cháu đâu ông chú. Đấy ông cháu. Sao vẫn còn quả đầu có tóc này ông chú? Nói đùa chứ chú nói thật là đàn bà thiếu gì đâu ông cháu. Không yêu con này thì yêu con khác. Nó không yêu mình thì mình việc gì phải khổ vì nó ông cháu chứ. Để tóc dài mà cưa con người yêu mới ông cháu ạ. Không ông chú ạ. Nhưng mà cháu chỉ yêu mình em lấy thôi. Ui giời, không sao, đi cưa con mới đi ông cháu chứ. Gái còn nhiều mà ông cháu nghe chú đi. Không ông chú ạ. Thưa ông chú tính tiền cho cháu, cháu đi về cho gặp em ấy lần cuối chung chú. Mày định đi ra sông Hồng nhảy à? Cháu gặp xong rồi chú nhảy. Thôi, nghe chú đi nhá. Không thì chú không cho mày về đâu. Mày ông cháu ấy giữ thằng này lại, không cho nó về, nó định ra sông Hồng nhảy này. Người yêu. Bình tĩnh. Giữ thằng này ở lại. Không cho thằng này về nhá, cho nó ngồi trong kia. Hai thằng giữ vào. Cho ngồi trong rồi. Nó có ý định tư tưởng nhảy cầu là không được. Ông cháu nhá, giữ ông bên này nhá. Cho nó ngồi kia, bao giờ gọi bố mẹ đến. Khóa cửa. Để chú gọi điện, mẹ có số gọi điện cho bố mẹ nào đấy. Số điện thoại mẹ mày đâu anh yêu? Dạ. Có số điện thoại bố mẹ mày đâu? Được rồi, chắc chắn. Rồi, gọi điện bố mẹ mày thì... mày về. Mày tên là gì? Tên Việt. Mẹ đến Nam cho về. Alo. Chị có vẻ là mẹ của cháu Việt nhỉ? Cháu Việt thì người yêu đi lấy chồng thì nó có tư tưởng là nhảy cầu đấy. Chị lên đón nha, tôi không cho con nhà chị về đâu nhá. Hả? Nó định nhảy lên, nó bảo tôi cạo chọc, tôi không cạo chọc cho nó đấy. Chị đến nhanh nhá. Không, tôi giữ đây, không cho nó về đâu. Về nguy hiểm nhá. Ngồi đấy nhá, cấm đi về. Vâng,